Thưa quý vị, sáng nay, ngày 16 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho đại diện các hộ nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Công dân, người lao động, người bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng tay những phần quà Tết cho đại diện các gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong những năm qua, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thành phố Đà Nẵng đã tập trung huy động nhiều nguồn lực và có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân nhằm giúp thoát nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đánh giá, trong bối cảnh năm 2021, COVID-19 gây hậu quả nặng nề, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp quản lý, điều hành, thích ứng phù hợp với tình hình mới. Nhờ đó, thành phố vẫn đạt tăng trưởng dương, công tác an sinh xã hội được đảm bảo với tinh thần không để ai lại phía sau, không hộ dân nào bị đói cơm, lạc muối. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tết cổ truyền dân tộc là nét văn hóa truyền thống in sâu trong từng gia đình người Việt. Đảng, nhà nước đã có chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi. Các ban ngành đoàn thể đều dành nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người dân đón Tết, đặc biệt là các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng đề nghị với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp chính quyền và các cấp của thành phố Đà Nẵng tiếp tục rà soát từng đối tượng trên địa bàn, nhất là những cái vùng núi, vùng biển ngang, những vùng dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn, những cái hộ công nhân không có thu nhập, những gia đình chính sách già cả neo đơn, rồi những gia đình mà bị dioxin chất độc da cam, những đối tượng như vậy, không xem có bỏ sót đối tượng nào mà gia đình không có thu nhập, không có quà Tết, để một cái tinh thần là mọi người, mọi nhà đều có Tết nhâm dần, ấm cúng, vui vẻ, đoàn kết, thương yêu nhau. Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng dịp Tết năm nay cần đặc biệt chú ý đến các biện pháp phòng chống COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng với truyền thống hào hùng sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực, xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.